đây là nhân vật chính an lâm cậu đã thắp cho mẹ cậu một nén hương để thông báo với mẹ về việc hôm sau cậu sẽ đến môn phái đỉnh nhất nơi này để báo danh theo học hôm nay cũng là tròn sinh nhật 18 tuổi của cậu đột nhiên cậu nghe thấy ai đó ngoài cửa Đèn tự dưng chớp tắt cậu cảm nhận được sự nguy hiểm nên lấy bùa ra đề phòng cậu sử dụng linh nhãn để xem có phải ma không thì người ngoài kia khen cậu có linh nhãn bẩm sinh rất khá cậu đã thử gọi điện thoại cho cảnh sát thì người đó khiến cậu phải buông điện thoại ra đột nhiên một ông lão linh hồn xuất hiện Ông không muốn dọa cậu nữa nên quyết định đưa cậu đi theo vì đã chờ cậu khá lâu rồi. Ông đưa cậu đến ranh giới giữa nhân và linh giới. Ông cho biết ông sẽ đưa cậu đến linh giới để luyện tập. Ông sau đó tạo ra một quả cầu đỏ và đưa vào người cậu. Cậu muốn biết thêm về bối cảnh thì ông cho rằng điều đó không cần thiết. Cậu sau đó biết thứ ông vừa đưa vào cậu là hệ thống chiến thần. Ông sau đó còn cho cậu một bức thư tiến cử giúp cậu vào được học viện cao cấp nhất linh giới. Trước mắt thì ông không chắc cậu sẽ chấp nhận nhưng cậu nhận ngay dù chưa hiểu đầu đuôi gì. Lý do cậu sẵn sàng như vậy là vì không còn vấn vương gì nhân giới nữa nên tu luyện ở đâu thì cũng như nhau ông đã hết nghĩa vụ nên cho cậu tự đi tiếp con đường phía trước ông cũng cho cậu biết trong học viện sẽ có kha khá cô gái xinh đẹp nên hy vọng cậu sớm tìm được định mệnh của mình sướng thế cho tôi một suất đi ông tiên ông sau đó rời đi và cho rằng bản thân cuối cùng cũng tiễn được thứ đen đủi kia đi an lâm thấy bản thân có vẻ như vừa bị gài đột nhiên một tinh linh hệ thống xuất hiện và cho an lâm thấy có một lỗ hổng vừa xuất hiện nó cho biết trong đó có người bị kẹt nên cậu có muốn cứu hay không cậu chọn cứu và đột nhiên một cô gái bay ra từ trong đó cô lỡ dẫm vào an lâm nên đã xin lỗi và đưa tay đỡ lấy cậu cậu vừa được nắm tay gái sinh thì hệ thống đã cho cậu một bộ đồ trông cho giống người tu luyện chút cô gái sau đó giới thiệu bản thân là tiểu lan và muốn biết cậu ở tông môn nào cậu chưa có tông môn mà chỉ đến đây rồi dùng cuốn thư này để nhập học tiểu lan thích thú vì cậu sắp đến học ở lớp của cô nhưng cậu không hiểu sao cô lại biết việc cậu sẽ đến đúng lớp của cô lúc cả hai vừa dắt tay nhau qua cổng thì hệ thống đã cho biết hảo cảm giữa cả hai mới gặp nhau đã lên đến bốn mươi lúc qua cổng Tiểu Lan đã dẫn An Lâm đến trước nơi sẽ được chọn để chia lớp, cụ thể là các tân sinh ở đây sẽ lần lượt chạm vào tảng đá kia, nó sẽ chia năng lực của họ ra để chia ra 100 lớp khác nhau, không phải chỉ mình An Lâm mới có được thư tiến cử kia mà cũng có vài người có, và đa phần những người đó đều được vào lớp 1, là lớp đứng đầu 100 lớp, An Lâm không chắc việc cậu và Tiểu Lan có thể cùng tu vi để vào chung một lớp, nhưng cô chắc chắn tin là cả hai sẽ cùng lớp, cô sau đó tiến lên. Ai nấy đều biết cô là một tiểu thư danh tiếng của trường. Cô sau đó chạm vào đá và sức mạnh đã bùng lên. Cô được nghiễm nhiên chọn vào lớp 1, cô sau đó bảo là bản thân chờ cậu ở lớp 1. Ai nấy sau đó đột nhiên sinh lòng ganh ghét với An Lâm vì cậu là thần thánh phương nào mà lại được Tiểu Lan quen biết và còn được cô công nhận thực lực để vào lớp 1. Cậu sau đó được gọi lên, cậu cố bình tĩnh và lấy thư tiến cửa ra, cô giáo vừa xem thì đột nhiên bất ngờ vì thư của cậu được người đứng đầu các chân thần tiến cử. Cậu không ngờ ông già đó lại có thanh danh cao đến vậy. Thầy sau đó nhìn qua và tuyên bố cậu sau này chắc chắn sẽ tạo ra kỳ tích. Cậu hào hứng bước lên thử đặt tay vào đá và bất ngờ chưa thầy tuyên bố cậu là người yếu nhất lịch sử nhưng cậu vẫn được cho vào lớp một trong sự phản đối của nhiều người hệ thống thấy cậu đang bị khinh bỉ dữ dội nên khuyên cậu nên bổ sung quan hệ công chúng nếu không muốn bị út sọt thanh niên mập nổi trội trong đám kia sau đó cũng lên thử nghiệm thì cũng yếu không kém và còn xếp ở lớp 100. ai nấy lúc này càng bức xúc với an lâm vì cậu đi cửa sau còn cậu giờ chẳng biết đối mặt ra sao với tiểu lan một thanh niên đã đứng ra đòi khiêu chiến với an lâm thầy cho biết khiêu chiến phải được hai bên đồng ý nên hỏi ý an lâm sao hệ thống khuyên cậu nên rút còn thầy thì cũng tranh thủ mỉa mai cậu. Nhưng Tiểu Lan đã kéo cậu rời đi, cô không biết việc cậu chưa từng tu hành để rồi bị người ta ghét. Cô hứa sẽ bảo vệ cậu từ nay và giờ thì cô phải đưa cậu về ký túc, cậu tối đó đã xem thử về hệ thống. Nó đã chỉ cậu vài thứ và cái đầu tiên là học cách giao tiếp bằng suy nghĩ với hệ thống, cậu sau đó mày mò thêm thì tìm được dòng nhiệm vụ hàng ngày. Đầu tiên là chống đẩy 10 cái, thầy khá dễ nên cậu làm luôn. Và đột nhiên vừa chống đẩy xong thì hệ thống cho cậu một lượng sức mạnh, cậu sau đó đã thử xem sức mạnh đến đâu và giờ cậu có thể chống đẩy bằng một ngón. Nhưng càng muốn lên cấp cao hơn thì cậu cần chống đẩy theo cấp số nhân, từ 10 cái lên 100 cái lên dần, thấy cách này quá lâu nên cậu hỏi còn cách nào khác không thì hệ thống khuyên cậu đi tìm Tiểu Lan để nhờ cô chỉ dạy vài phép nhập môn. Cậu sau đó rời khỏi nhà và đi tìm Tiểu Lan. Đột nhiên một kẻ đã rình sẵn gần đó để phục kích cậu. Cậu đi chưa xa thì tên đó đã lao đến đòi xiên cậu, nhưng cậu lách kịp, cậu sau đó xem xét qua thì thấy tên này di chuyển khá nhanh, nhưng cảnh giới thì ngang mức độ cậu vừa luyện lên thế là cậu dùng tốc độ tương tự để khiến tên này bị rối mắt và rồi lao ra đấm cho hắn một cú hắn sau đó để lộ việc bản thân chính là tên mập bị xếp vào lớp 100 kia hắn sau đó tạo ra một lá bùa và nhắm vào an lâm cậu không biết né ra sao thì hệ thống cho biết cậu né không được nên dáng mà đối mặt với nó và đúng lúc này thì tiểu lan đến giúp cậu cô đã xử lý được lá bùa nhưng đúng lúc này thì tên mập thật lại đến trước phòng cậu để thách đấu lơ là bởi giây phút đó tên kia đã lao đến nhắm vào tiểu lan buộc an lâm phải đứng ra đỡ cho cô Tên kia thấy cậu không hề hấn gì nhiều nên quyết định bỏ chạy, tên mập chạy đến đòi thách đấu An Lâm thì bị Tiểu Lan đuổi đi. Cô thấy An Lâm gục xuống thì nghĩ cậu gặp vấn đề, nhưng cậu lại mới đặt lên cảnh giới mới chỉ sau một trận vừa rồi. Cô đã cảm ơn vì một lần nữa được cậu cứu mà vẫn chưa giúp cậu được gì, nhưng cậu cho rằng cô vừa rồi cũng đã cứu cậu một phen nên không cần ái náy. Cô tin cậu sau sẽ trở thành một người mạnh mẽ nên từ giờ đến lúc đó cô muốn được bảo vệ cậu. Hào cảm của cả hai cũng từ đó mà tăng lên 60%. Sáng hôm sau, Tiểu Lan thấy An Lâm có vẻ mệt cậu đêm qua chẳng ngủ nổi vì mới đến đây có hai ngày đã gặp đủ thứ chuyện. thích nghĩ thầy cô sẽ điều tra vụ tối qua ấy vậy mà cô giáo lại chúc mừng cậu vì trở thành kẻ thù của cả môn phái. cô sau này sẽ nghiêm khắc hơn với cậu nên dáng mà vượt qua. tiểu lan cũng thấy cái danh kẻ thù của cả phái này khá hay mới chịu luôn. cậu sau đó dùng linh nhãn được nâng cấp để xem thử xung quanh bàn tán gì. cậu thấy ai cũng thành anti của cậu và còn liên lụy cả tiểu lan lúc vào lớp. cậu thắc mắc việc giáo viên là một cái cây thì được biết đó chỉ là do người ta cố tình hóa thành hai người nổi tiếng nhất lớp lúc này cũng đến. Đầu tiên là Tô Vân, mỹ nữ được cả trường xếp còn cao hơn cả Tiểu Lan. An Lâm đã xem thử thì không thấy cảnh giới của người này. Và khi bỏ Linh Nhãn ra thì cậu lại bị sắc đẹp đó mê hoặc mà khiến Tiểu Lan dỗi. Vừa đi qua thì cô cũng đã liếc nhìn An Lâm và người thứ hai là thanh niên cũng có thư tiến cử như An Lâm là Viên Thành. Người này là thiên tài đích thực và cũng mới vào đã chú ý An Lâm đầu tiên khiến cậu chẳng có mấy thiện cảm. Cậu khá ghét mấy thể loại đẹp trai như Viên Thành. Dạng có thể kiếm cơm chỉ bằng khuôn mặt, nhưng cậu đã tranh thủ thả thính tiểu lan khi cho rằng cô cũng dạng sinh gái mà cậu lại không thấy ghét như viên thành nhưng thanh niên đòi thách đấu an lâm hôm qua đã để ý đến cậu thầy sau đó cho biết bản thân đang bế quan nên cho cây đến làm đại diện cả lớp sau đó đã ngồi tu luyện và an lâm vẫn chưa biết cách nên tiểu lan nói sẽ dạy cậu sau ở tiết tiếp theo giáo viên của cậu lại là một thanh kiếm do người thật đang đi đánh lộ rồi cả lớp lại ngồi tu luyện nên an lâm lại ngồi chơi tiết thứ ba thì giáo viên lại là một cục lửa an lâm lúc này đã bắt đầu chán nản và đỉnh điểm hơn khi tiết thứ tư giáo viên lại là một cái búa và đến tiết tiếp theo, An Lâm đang khá là trầm cảm thì cô giáo thật sự đã tiến vào. Cô là Nguyệt Ánh và sẽ phụ trách môn phàm học, cụ thể là học những thứ ở nhân giới. Và vì An Lâm là người phàm nên có gì không biết cứ hỏi cậu. Cô phát mỗi người một cái điện thoại đời mới để họ tự chơi trong tiết. An Lâm chán càng thêm chán, ủa rồi là học dữ chưa? Ai nấy đều bắt đầu tìm hiểu về những thứ trên người, người thì lướt shop mua sắm, người thì chơi, người thì nghiên cứu, người thì xem phim. An Lâm đứng lên hỏi cái này học được mục đích gì thì cô cho biết tiết này na nà ná tiết thể dục trên kia nên được chơi là may rồi. Ở tiết tiếp theo là thầy giáo, thầy cho biết tiết này họ sẽ phải ngủ và tiến vào mộng cảnh rồi khi thức dậy thì viết mọi thứ trong mơ ra. Vì An Lâm chưa đạt được cảnh giới để vào mộng cảnh nên thầy sẽ phá lệ mà để giúp cậu vào. Và cho cậu biết là lúc thức dậy cậu sẽ gặp một kiếp nạn. Cậu sau đó ngủ một giấc và tỉnh lại thì đã ở trong tiết tiếp theo. Cô Nguyệt Ánh lần này sẽ dạy môn thuật pháp, cô gọi Viên Thành lên và Tiểu Lan cho biết họ sẽ phải lập nhóm để chiến đấu với nhóm khác. Và Viên Thành đã được chọn làm lớp trưởng, cô giáo đã gọi An Lâm lên đấu một trận với Viên Thành. Tiểu Lan không đồng tình vì cậu và Viên Thành cách biệt quá lớn, nhưng cậu không muốn liên lụy Tiểu Lan nên vẫn cứ bước lên và bị cô cản lại. Cô tự mình lao lên đánh với Viên Thành, cô tung hỏa quyền lao đến thì bị Viên Thành chặn lại. Cô sau đó chạy vòng quanh để chiến thì đều bị Viên Thành chặn đứng mà không cần di chuyển. Bí đường nên Tiểu Lan hóa phượng lửa lao lên thì Viên Thành dựng linh trận chặn, chặn lại. An Lâm đứng ngoài xem bằng linh nhãn thì phát hiện lỗ hổng trên linh trận. Tiểu Lan vừa đuối thì liền bị Viên Thành đẩy lùi anh ta tung phép để tấn công đáp trả thì An Lâm đã lao lên đỡ thay. Cậu đã dùng phép mới học được tối qua để chặn đòn và rồi quyết định thay Tiểu Lan chiến đấu. Cậu tung một đòn thẳng vào Viên Thành thì anh ta né được và rồi khóa cậu lại. Ngay lúc anh ta giáng đòn tiếp theo vào An Lâm thì cậu đã tự phá được xích. Vì đòn vừa rồi của cậu thực ra là nhắm vào lỗ hổng trên linh trận mà phá vỡ nó. Cậu sau đó được phá lên cảnh giới mới và được Tiểu Lan đỡ lấy. Giờ nhiệm vụ để cậu thăng tiến là hấp thụ gần 100 viên linh thạch. Viên Thành đã bái phục vì An Lâm có thể đánh bại bản thân. Cô giáo sau đó được một trưởng lão đến gọi đi có việc nên cô cho cả lớp tan học luôn. Viên Thành đã đến gặp cả hai và muốn cả hai sau này có khó khăn trong tu hành thì cứ đến tìm anh ta. Thế là An Lâm đã xin anh ta giúp cậu 100 viên linh thạch. Nhưng linh thạch ở đây là tiền nên việc ngửa tay xin tiền như này có hơi kỳ. Nhưng anh ta cho cậu một chiếc nhẫn giá trị đến 5.000 linh thạch. Anh ta thấy quý An Lâm vì cậu có vẻ cũng là người hứng thú với quân sự như anh ta. Cậu chỉ hay đến diễn đàn xem qua nên cũng có biết chút ít. Cả hai đã trao đổi thông tin với nhau và nhận ra hai bên đều là người quen từ trước trên diễn đàn. Anh ta hẹn cậu sau có dịp thì cùng gặp nhau đi xem phim khiến cậu và Viên Thành đã mới đó xây dựng được quan hệ tốt đến 60%. Tô Vân sau đó cũng đến gặp cậu và cho biết bản thân có hứng thú với nhân giới nên thi thoảng sẽ đến gặp cậu để xin thông tin, tối đó về nhà. An Lâm Mơ thấy việc hệ thống yêu cầu cậu phải đạt top 50 trong cuộc thi sắp tới nếu không sẽ bị biến thành con gái trong một năm. Cậu mơ thấy cảnh bản thân bị biến thành nữ và rồi bị bản thể nữ của bản thân chiếm lấy cơ thể mà giật mình tỉnh lại. Cậu sau đó đã chuẩn bị đủ linh thạch nên đột phá thêm cảnh giới, cậu thử sức một chút thì tốc độ đấm của cậu giờ đã như lù phi cậu đã xem thử quy mô của cuộc thi sắp tới có bản đồ và số người tham gia sẽ là 50.000, nhưng xếp hạng của cậu lúc này dựa trên sức mạnh chỉ mới là 29.000, nên vào được top 50 là cả một vấn đề nan giải. Chỉ một tháng nữa thì cuộc thi sẽ diễn ra, nên trừ khi là hách thì may ra luyện kịp, hệ thống khuyên cậu nên tập làm quen với giới tính nữ dần là vừa, chưa kể số người ghét thì càng tăng thêm. Hôm sau, cậu đã dần chấp nhận đến việc bản thân sẽ biến thành nữ nên đã hỏi thử Tiểu Lan thấy sao nếu có một tỷ muội. Cô thấy cũng ổn nên cậu hỏi sang việc nếu bản thân làm nữ thì sao thì cô đột nhiên đổi sắc khiến cậu lo là bản thân đã bị nhìn như biến thái. Cậu nhận thấy bản thân đang dần chấp nhận kết cục thay vì giữ tôn nghiêm của một thằng con trai và đương đầu với thử thách. Cậu sau đó lại đến tìm Viên Thành và hỏi mấy câu tương tự nhưng đã kịp dừng lại sớm trước khi bị anh ta xem như tên kỳ dị. Ba người bạn sau đó đã phải gặp nhau vì họ đều nhận ra An Lâm chắc là gặp vấn đề tâm lý gì đó. Cậu sau đó đến tìm cả ba thì cả ba lại có vẻ giấu giấu giếm giếm gì đó. Cậu thấy giờ toang rồi khi cậu chẳng còn mặt mũi để gặp ai cả. Thế là giờ cậu quyết định đương đầu với thử thách đến cùng và muốn hệ thống đưa mọi cách có thể ra đây. Hệ thống đã cố thôi miên để xem quyết tâm của cậu đến đâu. Vừa có ý định từ bỏ thì cậu đã vực dậy. Hệ thống cho cậu hai nhiệm vụ. Đầu tiên là phải thắng một người có cấp độ trên Tiểu Lan và thứ hai là uống một loại tinh dược là có thể lên đến top 4.000. Hôm sau cậu đã đi gặp Tiểu Lan và hỏi cô giờ đã ở cấp nào. Cô sau lần đánh nhau với tên áo đen kia thì đã lên từ cấp 9 đến cấp 10. Cậu thấy vẫn hợp điều kiện nên muốn nhờ cô. Cô hỏi lại là vụ tỉ muội hay gì thì cậu giờ đã đàn ông trở lại cô đã khen ngợi cậu mấy câu thì cậu không dám nhận vì chỉ là kẻ có quý nhân phù trợ cậu sau đó thấy tiểu lan xem trọng cậu thì không nỡ bảo cô giúp việc cố tình thua cậu nên chỉ nhờ cô kiếm giúp tinh dược cậu đến nhờ viên thành về việc cố tình thua thì anh cho rằng cậu có tài thì đừng nên đi lối tắt như vậy nhưng trước giờ cậu toàn là đi lối tắt cậu sau đó lại thử đi tìm tiểu lan lần nữa để nhờ nhưng cô lúc này đã cho cậu biết là tinh dược đã được cô tìm được cậu không nỡ đánh bại cô nên chỉ nhờ cô tìm giúp thông tin về những đối thủ cậu sau đó lại đến cầu xin viên thành anh ta nghe việc chỉ cần bản thân thua là cậu đột phá cảnh giới được nên chấp nhận nói ra điểm yếu của bản thân nhưng cậu cho rằng ơn huệ này quá lớn cậu không nhận được nên nghĩ là đi nói với tiểu lan thì hơn cậu sau đó đến gặp và quyết định dứt khoát nói ra nhưng trong tình cảnh này thì tiểu lan lại nghĩ là cậu sắp tỏ tình và rồi khi cậu nói ra là muốn đánh lén cô thì cô có trách không cô nghĩ là cậu vẫn ngại chưa dám nói thẳng ra nên quyết định đồng ý giúp cậu an lâm lại đến tìm viên thành để nhờ anh chỉ vài chiêu anh đã chỉ cậu chiêu để trói người ta lại thế là hôm sau cậu lại đến gặp tiểu lan và bảo cô đã sẵn sàng để cậu đánh lén chưa cô vẫn chỉ nghĩ đánh lén này là tỏ tình nên đứng ra chờ sẵn tiện cô giao luôn đồ mà cậu đã nhờ cô chuẩn bị cậu đã trói tiểu lan lại và định lao đến đánh thật thì cô không ngờ được mà rơi nước mắt khiến cậu dừng tay và lỡ bóp vào cái bánh bao tiểu lan đã tức giận mà bỏ đi và ném túi đồ vào mặt cậu cậu sau đó đến khóc với viên thành và anh cho rằng cậu nên để cô một thời gian cậu tối về đã bắt đầu nghiên cứu đối thủ người cậu đọc được đầu tiên là một người khá mạnh và cách tốt nhất cho cậu là chạy hoặc nhờ ba người bạn đến giúp Cô để lại giấy nhắn là cậu có khi nên để cô bảo vệ trong kỳ thi sắp tới thì hơn. Nhưng đột nhiên cậu thấy đau bụng do vừa ăn linh dược. Hệ thống muốn cậu thanh lọc cơ thể bằng cách đi ngoài, cậu phải đi ngoài hết 30 ngày liên tục trong khi 10 ngày nữa là thi, nên cách tốt nhất là cậu vừa tham gia thì vừa nhịn đau để hết thi xả tiếp. Tiểu Lan lúc này vẫn giận An Lâm và không biết cậu có đến xin lỗi hay không. Cô sau đó đi ngủ và sáng hôm sau, An Lâm vẫn đang phải xả và chưa biết bao giờ mới xong. Tiểu Lan thì vẫn chưa ôn luyện vừa chờ An Lâm. Tiểu Lan ở lớp thì thấy An Lâm không đến. Ai nấy đều đồn là An Lâm sợ nên trốn rồi, cậu lúc này vẫn đang xả đến mức sơ xác, danh tiếng thì tiếp tục đi xuống do trốn học. Viên Thanh đã đến tìm để hỏi cậu có chuyện gì mà không đến lớp. Cậu không dám nói là bản thân phải xả thải nên Viên Thanh nghĩ là cậu đang trốn Tiểu Lan nên muốn cùng cậu đi xin lỗi, nhưng cậu đang gặp chướng ngại. Viên Thanh nghi ngờ cậu xuất hiện tâm ma nên muốn giúp, anh ta đã đọc một bài thanh tẩy để giúp cậu. Tình cờ thay thì bài này lại khiến thời gian xả thải rút xuống, nhưng cách này khiến cậu chịu đau không ít. Thế là cậu nhờ Viên Thanh mỗi ngày đến một lần nhưng anh lại quyết định ngồi lại đọc tiếp đến khi nào cậu ra ngoài mới thôi. Tua nhanh giai đoạn xả thải của An Lâm thì cậu đã đi được 15% chặng đường chỉ sau một quãng thời gian nghe Viên Thanh sấy thơ thanh tẩy. Hai cô gái sau đó tìm đến và không biết sao cây quanh đây ung um tùm như này, Tô Vân muốn vào xem thì Tiểu Lan vẫn dỗi mà không đi. Viên Thanh sau đó tiếp tục sấy thơ và khiến tiến trình của An Lâm giờ chỉ còn 8 tiếng. Đến ngày đi thi thì cậu vẫn đang phải nín 8 tiếng kia lại, nhưng cậu chưa thể đến gặp Tiểu Lan ngay lúc này, đột nhiên một tên thuộc huyền tộc đến quấn lấy cậu nó cho biết là nó thích thú với chất thải của cậu và có thể biết được trình độ của cậu thông qua đồng nó khuyển tộc có tập tính ẩn mình trong cớ của kẻ mạnh nên nó muốn cậu giữ đống đó lại để vào cuộc thi rồi xả trưởng lão sau đó đến trước các tân sinh để bắt đầu khai mạc ông sau đó cho biết ông sẽ bao bọc họ trong một lớp giáp ai bị phá mất giáp sẽ bị loại khỏi cuộc chơi giáp này sẽ không chắn đỡ toàn bộ sát thương giúp họ nên chỉ còn dựa vào trình độ của họ nữa thứ hai là ai hạ được càng nhiều thì sẽ được nhiều điểm để xếp hạng thầy sau đó dịch chuyển tất cả vào sân đấu viên thành vừa vào đã chạm mặt kha khá người ai nấy đều được dịch chuyển đến một nhóm. Riêng An Lâm thì chạm mặt tên béo kia, thanh niên này biết cậu giờ đã mạnh hơn nên không muốn đụng vào cậu. Viên Thành thì cũng không muốn tốn thời gian nên làm một chiêu dọn luôn cả khu. Vài tên thì nhắm vào Tô Vân cũng bị cô dọn hết một thể. Còn An Lâm thì khí tức quá đáng sợ nên tên mập cũng muốn cậu bỏ qua, nhưng thanh niên này không muốn chịu nhục nên đứng lên chiến đấu. Cậu bẻ nhẹ kiếm và hỏi thanh niên có giấy không, thanh niên không có nên cậu đành quay đi. Tên muốn săn An Lâm đã đến tìm thanh niên mập để hỏi vị trí của An Lâm đồng thời yêu cầu thanh niên này đi tìm mấy tên yếu yếu hay đi trốn và dẫn đến cho hắn. Tiểu Lan lúc này định vị được An Lâm nhưng vẫn chưa muốn đi tìm vì đợi cậu chủ động trước. Cậu sau một thời gian dài đi kiếm chỗ xả thì đã chỉ còn 5 phút nữa, nhưng cậu lại bị một thanh niên tìm thấy, cậu nhờ thanh niên này chờ cậu 5 phút, nhưng bốn tên khác tìm đến, bốn tên này đều vì đố kỵ về việc cậu được đứng chung và được idol của họ để mắt đến. Thanh niên kia thì chỉ săn cậu vì tiền thưởng nên bị cho cút ra trước. Cậu quyết định khiến bốn tên này nội chiến bằng cách cho rằng tên nào mạnh nhất thì sẽ có được cậu và số tiền thưởng. Thế là bốn tên quay ra gây lộn, cậu đã nhân cơ hội xả thải nốt và thành công học được một chiêu thức khá mạnh mới. Cậu tung quyền đấm bay cả bốn tên và chúng đều đủ yêu cầu để cậu lên cấp. Cấp lực chiến của cậu đã tăng lên kha khá, và giờ nhiệm vụ của cậu là phải lên đỉnh hắc thạch và đấm được 10 tên như vừa rồi. Đột nhiên thanh niên mập vừa rồi tìm đến cậu, thanh niên đã bảo cậu đi theo và dẫn cậu đến nơi mà những người yếu hơn đang trốn. Họ sau đó bảo cậu hãy đánh họ vừa đủ để phá giáp và cho họ ra khỏi cuộc chiến này mà không bị thương. Vì họ đều nhận thấy cậu tuy mạnh và học lớp cao nhưng lại không đi bắt nạt người ở lớp thấp như những người khác. Thế là cậu cũng không còn khách sáo nữa mà cho mỗi người một đấm đi luôn cho lẹ. Ai nấy ở ngoài xem thì đều bảo lại cậu an gian, nhưng cái này là người ta cho phép nghe chứ An Lâm đâu có ép buộc. Cậu sau đó lên được kha khá top, đột nhiên hệ thống cảnh báo cậu là có kẻ nguy hiểm tìm đến. Kẻ đó kha sang chói và ngay lập tức lao đến tấn công cậu. Nhưng người này ngay lập tức ăn một cú Thái Dương Hạ San mà ra khỏi cuộc chơi, người này theo thông tin mà Tiểu Lan cho được biết tên là Liễu Thiên, top 2 năm trước và là người mang biệt danh đệ nhất sát thần. Cô đã có nghe qua về An Lâm và đến tìm cậu chỉ là để rủ cậu chơi chung, cô mặc bộ cosplay của một tướng Liên Minh nên việc cô gặp cậu là để rủ cậu chơi một ván Liên Minh, nhưng rồi tự nhiên lại quên ngang nên cô muốn chắc chắn cậu có phải người cô cần tìm hay không. Cô sau đó muốn hỏi cậu 100 câu để xem cậu có hợp ý cô không thì cậu lại tự nhiên nói mấy câu khiến cô thích mà giảm xuống 50 câu cậu sau đó còn biết mấy câu cô nói là của nhân vật nào nên giảm tiếp còn 20 câu, không trả lời được thì cô cho cậu bay đầu. Cả hai sau đó ngồi hỏi nhau mấy chuyện trên nhân giới và nhân vật yêu thích và sớm thành bạn tốt, nhưng ở câu sau đó thì cô hỏi giữa Tiểu Lan và Tô Vân thì ai đẹp hơn. Nói một cách khách quan thì cậu chọn Tô Vân, cô hỏi lý do cậu không chọn Tiểu Lan dù cô là bạn gái cậu thì cậu cho biết tai nạn khiến cậu và Tiểu Lan xa cách đến giờ. Cô sau đó có thể nhìn ra được cậu có nói dối hay không nên hỏi giữa cô và Tiểu Lan ai hơn. Cậu vẫn phải nói là cô hơn nên cô hỏi cậu có phải sợ cô nên mới nói vậy hay không thì cậu lấy việc bản thân làm gì được nói dối ra để đáp trả. Cô sau đó hỏi câu cuối là cậu muốn trở thành một người phàm với nhiều bạn hay tiên nhân với sự cô độc. Cậu đã suy nghĩ về bạn bè cậu có được và chọn trở thành một người phàm mạnh lên với bạn bè xung quanh. Cách trả lời của cậu đã qua được mắt của Liễu Thiên nên cô chấp nhận cho cậu qua. Nhưng giờ cô muốn cậu chơi game cùng hết 3 ngày thi luôn thì hệ thống cho biết giờ cậu mà chơi thì sẽ không vào được top 50. Nhưng nhiệm vụ trước mắt của cậu là lên đỉnh Hắc Phong nên cậu đành dụ cô đưa cậu lên trên đó trong lúc đó tiểu lan thấy cậu đang đi lên trời thì đột nhiên gặp lại thanh niên khuyển nhân thanh niên đó đã cho cô biết về việc an lâm đang bận xả thải suốt thời gian qua nó muốn sớm đến bảo vệ an lâm vì cậu giờ đang không thể phản kháng được ai tiểu lan vừa vui lại thì một tên đến tấn công cả hai còn an lâm vừa cùng liễu thiên lên đỉnh núi để chơi thì cậu đã bắt đầu quá trình lên cấp cậu phải hấp thụ khí đất của núi trong một ngày để lên cấp đột nhiên cậu phát hiện một thanh niên ở đây thanh niên nói là đang chờ người và không ngờ đó là cậu thanh niên không muốn gây sự nên sẽ rời đi luôn Thanh niên này có nói tên bản thân là Trần Trần, cậu sau đó hỏi Liễu Thiên tên vừa rồi là ai thì cô còn chẳng biết chuyện gì xảy ra. Giáo viên có biết Trần Trần là một học sinh được tiến cử nhưng lại không chuyên tâm nhiều vào tu luyện, nhưng không ai biết tu vi của thanh niên này đến đâu, nhưng họ vẫn nên để tâm với An Lâm thì hơn. Vì những nhân vật nổi trội được thần đề cử đều tìm đến và kết thân với An Lâm một cách kỳ lạ. Trong lúc đó, Tiểu Lan đã nhận ra tên này chính là kẻ đã cải trang thành tên mập và đi đánh lén An Lâm đêm đó. Thanh niên này không thích việc một kẻ vô danh như An Lâm lại có thể thăng tiến nhưng tiểu lan cho rằng một phàm nhân có trí tiến thử chẳng có gì là sai cô sau đó đã cho con chó lao lên còn bản thân theo sau nhưng tên kia vẫn chặn đỡ được đột nhiên có pháo sáng bắn lên và hắn đã quyết định để cô đi nhưng hắn đã có sẵn âm mưu còn với an lâm cậu dành cả đêm chơi game với liễu thiên cô liên tục thua nên cay cú mà lấy máy tính ra cốt lại game để thắng cậu lại mà gỡ hỏa cậu thừa nhận khả năng lập trình của cô khá tốt nên khuyên cô sau này đi mở công ty cô nhất định sẽ mở và mời cậu về làm quản lý cả hai lập lời hứa với nhau và việc hấp thụ với An Lâm cũng sắp xong. Hệ thống lúc này muốn cậu đánh lén Liễu Thiên, nhưng cậu đã chần chừ. Cô rất vui vì đêm vừa rồi, vì cô đã có người bạn đầu tiên của mình. Cô trước này cũng chưa hề có cả gia đình vì gia đình chỉ xem cô như là công cụ. Thế là cậu đề xuất cải tạo lại tất cả để tạo nên sự phát triển, nhưng cô lại nghĩ là cậu nói dối, vì cô nhìn được luồng khí cậu hấp thụ tối giờ khác với lúc cậu mới gặp cô lần đầu. Cậu đã nói là bản thân luyện công nên hệ thống dừng hấp thụ để cậu nói thật lý do luyện công cậu nói việc bản thân dùng để đánh lén cô khiến cô xem như cả hai đã không còn bạn bè gì nữa cô cảm ơn vì tối qua và dự định cho cậu đi luôn một thể bằng cầu vồng tối thượng nhưng cậu đã luyện xong chiêu và hỏi lý do cô không chịu tin cậu giải thích cô đã phải dừng lại và đúng lúc này hệ thống lại cho rằng cậu có thể đánh lén liễu thiên nên bắt đầu tự tung chiêu cô đã chặn được và rút kiếm ra đánh trả để khiến cậu dừng lại cô chất vấn cậu thì cậu cho rằng đấy là tai nạn nhìn ra cậu nói thật thì cô đã dừng tay và hỏi cậu bằng cách nào mà cậu có thể vừa chơi game vừa luyện công cậu đành thú nhận là bản thân có một hệ thống giúp hách luyện công thế là cô dần cậu một trận vì bản thân cậu cũng hách mà ban nãy còn dám mỉa mai việc cô cốt lại game cô muốn cậu thử nói dối gì đó thì cậu đã đưa cái viên linh dược trời đánh kia ra và cô chẳng nghĩ ngợi bỏ mồm ăn theo lời cậu dù biết là nói dối cô sau đó bắt đầu đau bụng nên hệ thống đã chỉ an lâm cách dùng phép mới học được để làm giảm cơn đau bụng cậu đã chữa giúp và còn cho cô một hộp giấy để đề phòng cô biết an lâm sắp rời đi nên đã đưa cậu cái cài tóc và cho biết thứ đó sẽ giúp cậu và bắt cậu phải đeo cô đã hỏi lại về việc cậu muốn cùng cô lập hội có phải thật hay không. Khi nhìn được câu trả lời bằng linh khí thì cô đã có thể yên tâm. Và cũng nhờ đó mà hảo cảm giữa cả hai đã đến mức 80%, hệ thống sau đó cho biết hạng của cậu giờ đã lên đến mức 7.800. Và tỷ lệ lọt top là 90%, nhưng đột nhiên ngay sau đó, cậu đã đen đuổi khi gặp được hạng một toàn phái. Vương Huyền, anh ta đến tìm thanh niên Trần Trần kia vì Trần Trần suốt mọi lần đều né tránh anh ta. Anh ta bắt Trần Trần ra mặt hoặc anh ta xử hết môn sinh trong lần này an lâm không để tâm mà đi tìm tiểu lan trước vì cô đang gặp nguy thanh niên chó tên đại bạch và tiểu lan lúc này đang bị nhóm của tên ngụy các kia hội đồng tiểu lan tuy đang ở thế thua thiệt nhưng cô vẫn mạnh miệng tuyên bố hắn không bao giờ mạnh bằng an lâm và đúng lúc nguy cấp thì an lâm đã tìm đến bên ngụy các đang áp đảo số lượng thì xét mà vương huyền giáng xuống đã xử hàng trăm cho đến hàng nghìn người cùng lúc trần trần đang ngồi một góc và không hề bị tổn thương bởi xét đánh xuống cậu ta vốn không muốn dính đến nhưng có vẻ giờ không ra mặt là không được còn nhóm an lâm thì vẫn sống nhờ chiếc khiên được cài tóc của thiên liễu tạo ra tiểu lan thắc mắc thì an lâm cho biết cậu được sư tỷ tặng và ai rè nó thành bùa hộ mệnh cậu sau đó nghe việc đám của tên ngụy các kia đã đánh họ ra nông nỗi này thì tiến lên và cho mỗi tên một đấm còn tên đại bạch thì hắn hỏi cậu muốn biết lý do trước đây hắn đánh lén cậu hay không thì cậu đếch thèm quan tâm mà cho luôn một đấm an lâm giờ đây đã có cơ hội để xin lỗi tiểu lan nhưng vương huyền trên kia thì sắp lật tung cả rừng lên để tìm trần trần trưởng lão vẫn chưa muốn can thiệp và buộc tô vân cùng viên thành phải ra mặt Viên Thành đã trói Vương Huyền lại cho Tô Vân đối phó tạm, anh sau đó nhờ tất cả mọi người còn ở dưới kia chỉ tay lên trời và cho anh mượn sức mạnh để đánh bại Vương Huyền. Nhưng Vương Huyền đã đe dọa ngược lại khiến ai nấy đều phải ngừng và rồi phá xích thoát ra. Anh ta sau đó lao đến Tô Vân và muốn rủ cô đi chơi sau chuyến này, nhưng cô từ chối vì ghét mấy loại con trai như Vương Huyền, cô sau đó tự để thương đâm chúng và rời khỏi cuộc thi trước. Còn Viên Thành sau đó phải lập một đống linh trận để chặn đòn, nhưng một thương hóa rồng của Vương Huyền đã phá sạch và cho Viên Thành out chỉ còn nhóm an lâm và thiên liễu là những thành phần nổi trội nhất còn trụ lại một đòn sau đó bay đến an lâm thì cậu đột nhiên được trần trần chặn lại giúp trần trần hy vọng cậu sẽ học được chiêu thức này và rồi lại rời đi an lâm sau đó được hệ thống cho biết là giờ chỉ còn bốn người một chó trụ lại ở cuộc chiến này nên cơ hội để an lâm lọt top lực chiến gần như đã hết cách duy nhất để cậu thoát kiếp làm nữ nhi là đánh bại vương huyền cậu biết là không còn cách nào khác nên đã quay ra đấm tiểu lan một cú để cô ra khỏi cuộc chiến trước còn bản thân cậu thì gọi vương huyền xuống đánh nhau Cậu xin cúi đầu thách đấu Vương Huyền khiến anh ta lại tiếc vì Trần Trần lại trốn đi mất. Hệ thống cảnh báo An Lâm là trận này có thể nguy đến tính mạng nên cậu có thể từ bỏ, Đại Bạch muốn đứng ra chiến với cậu thì bị cậu cho ra luôn. Cậu sau đó bị lôi long của Vương Huyền giáng xuống, cậu đã tung quyền thì bị phá giải, vào giây phút sinh tử, hệ thống đã dựa vào ký ức mà giúp cậu học được nhất dương chỉ của Trần Trần. Thế là chỉ với một chiêu, An Lâm đã vừa phá giải chiêu của Vương Huyền và còn khiến cả camera giám sát hỏng trong phút chốc, nhưng ai nấy đều thấy một cột sáng chiếu lên và Vương Huyền là người bị loại. Còn An Lâm trong kia và trưởng lão lúc này đã bảo thầy cô sắp xếp cho An Lâm vào danh sách ba học sinh sẽ đến nhân giới trong chuyến đi sắp tới. Sau cuộc thi, An Lâm đã hôn mê suốt 10 ngày. Nhưng quan trọng nhất là An Lâm từ một tên vào bằng cửa sau đã trở thành người mạnh nhất toàn phái khi đánh bại được Vương Huyền. Cậu nhận được vô số đồ hách game mà hệ thống cho vào rồi sau đó là một nhiệm vụ mới, một tháng sau. Trưởng lão đã chính thức công bố về việc sẽ cho ba học sinh hạ phàm vào hôm nay, mục tiêu là để đuổi theo yêu vương. Ngụy Cát vốn là người giành được một suất trong năm nay nhưng vì vụ vừa qua thì hắn đã bị loại. Hắn tối qua đã cay cú đi gặp Vương Huyền, vì cha hắn là người có quyền chức và đã xin cho hắn một suất. Ấy vậy mà giờ việc hắn bị loại thì cha lại không tự nói mà phải nhờ Vương Huyền đây đi chuyển lời hộ. Hắn lên giọng với Vương Huyền thì bị anh ta nhắc cho nhớ ai mới là người mạnh hơn ở đây. Có thể gia đình hắn có quyền thế nhưng vào đây thì thực lực mới là thứ được quan tâm, thế là An Lâm, Viên Thành và Tiểu Lan là ba người được chọn đi lần này, trưởng lão sau đó bổ nhiệm An Lâm làm đội trưởng và bảo cậu phát biểu vào lời. Cậu đã nhờ đại bạch lấy lên một cuộn giấy và cho biết cậu sắp tới sẽ hạ phàm nên ai muốn đặt mua gì ở bên kia thì sáng mai đến phòng cậu để đăng ký và thanh toán trước cậu sẽ không lấy một đồng lời nào vì mục đích lần này chỉ là để kết thân với mọi người ai nấy đều đồng loạt hưởng ứng vì chẳng mấy ai có cơ hội lên nhân giới để mua đồ thiên liễu sau đó cũng đến và cho biết cô sẽ cùng an lâm mở câu lạc bộ chơi game ai có hứng thì mai đến đăng ký mua đồ thì đăng ký vào câu lạc bộ luôn bên kia không phân biệt giai cấp ai thích cứ vào tiểu la nhìn thì nhận ra chiếc cài tóc đã bảo vệ an lâm trước đó là của thiên liễu còn cô giáo lúc này hỏi trưởng lão về việc ông thầy giáo kia đâu, thầy ta đã đi bói cho An Lâm một quẻ nhưng chưa thấy về thì có vẻ quẻ không tốt lành gì rồi. Sau khi kết thúc buổi lễ, thấy mọi người người ai cũng bắt đầu có thiện cảm với An Lâm thì Ngụy Các rất cay cú. Điều duy nhất giúp hắn ta thấy đỡ ức chế là việc tối hôm đó trước khi rời đi, Vương Huyền có nói với hắn về việc An Lâm lần này về phàm giới chắc chắn sẽ lành ít dữ nhiều. Tuy nhiên hắn ta vẫn cay cú vì đã không còn là tâm điểm của sự chú ý, hệ thống sau đó đột nhiên tặng tuyệt chiêu mới cho An Lâm. Chiêu có thể khiến người ta khóc vì cậu đã khiến kẻ thù phải khóc. Thiên Liễu đã vỗ vai An Lâm và dám chắc cả hai chắc chắn sẽ giàu sau khi hoàn thành phi vụ này. Viên Thành thấy Tiểu Lan đang mọc sừng thì quyết định rời khỏi đó thật nhanh trước khi lớn chuyện. Tiểu Lan bỗng nhìn thấy Thiên Liễu đưa cho An Lâm một chiếc nhẫn và bảo cậu phải luôn đeo nó không được tháo ra và sau đó rời đi. Ông thầy giáo đột nhiên xuất hiện và An Lâm nhớ ra là ông thầy này luôn bói ra những ký ức đau khổ cho cậu nên quyết định chạy lẹ để ổng không kịp chù ẻo cậu lần nữa sau khi cậu chạy đi thì tiểu lan lại bất ngờ đến trước thầy để hỏi ổng vừa định nói gì với an lâm khiến thầy ta khá bất ngờ thiên liễu lúc này đang đứng trước cửa dịch chuyển đến phàm giới cùng ba người kia và cô đã đòi an lâm mua cho bản thân một con các đồ họa hàng tốt nhất để cô chơi game an lâm bảo cô cứ yên tâm vì cậu sẽ đến thẳng đại lý mua luôn cho cô tiểu lan vẫn cảm thấy không yên tâm trong lòng vì hôm đó thầy đã nói với cô rằng an lâm sẽ gặp nhiều hiểm họa khó lường và chết chóc chờ đón trong cuộc hành trình sắp tới và những công sức của cậu đều sẽ đổ sông đổ bể cô nhìn thấy hình ảnh một sinh vật đang quấn quanh và sắp nút trưởng lấy an lâm cậu bỗng hỏi tiểu lan có sao không buộc cô phải trả lời rằng là không có chuyện gì viên thành đã bắt đầu mở cổng dịch chuyển đến phàm giới bỗng hàng loạt cánh tay màu hồng xuất hiện và với xuống bắt lấy an lâm tiểu lan ngay lập tức bám lấy an lâm và những người khác cũng nhanh chóng chạy đến định giúp nhưng viên thành bảo anh sẽ lo việc này rồi biến mất vào trong cổng dịch chuyển tiểu lan lúc này cố lay an lâm tỉnh dậy nhưng cô lại bị những cánh tay trói lại rồi mất đi nhận thức hệ thống sau đó phải cố gọi an lâm tỉnh dậy bằng cách giật điện cho cậu một phát An Lâm tỉnh dậy thì hoảng hốt khi thấy bản thân đang rơi tự do, cậu bắt lấy Tiểu Lan rồi ôm chặt lấy cô. Hệ thống thông báo mạng sống của anh đang gặp nguy hiểm và bắt đầu đếm ngược từ 10. Trong lúc An Lâm rơi tự do xuống dưới như thiên thạch, anh quyết định phát động chiêu thức của mình. Một bông hoa bên dưới đang sung sướng bay lên trời khi vừa tu luyện được thành tiên thì bị cậu bất ngờ sượt ngang qua rồi hấp thụ mất nó trước khi lao mạnh xuống đất. Sau chấn động, Tiểu Lan cũng tỉnh dậy, Viên Thành lúc này cũng đáp xuống và gấp rút chạy đến xem hai đứa em có ổn không anh lập tức chữa trị cho An Lâm và An Lâm sau đó lại muốn anh dùng ngón tay chọt phía sau cậu lần nữa. Tiểu Lan tức giận vì cậu có vẻ muốn làm mấy chuyện biến thái với bất kỳ ai. Bỗng nhiên An Lâm nghe thấy tiếng khóc nên cậu đã thử lấy gương ra soi thì thấy bông hoa ban nãy đang khóc lóc trên đầu cậu. Tuy nhiên nó biến mất tăm khi một con tàu lớn xuất hiện và cô gái đứng trên nóc tàu tự giới thiệu mình là Linh Linh, cô ra lệnh cho bọn họ hãy lên tàu khi đã vào căn cứ. An Lâm liền tự nhận anh là đội trưởng của nhóm tiên sứ được gửi xuống lần này, Linh Linh cười vào mặt cậu và không tin thứ vô dụng yếu đuối như cậu cũng được làm đội trưởng nghe những lời này khiến cho tiểu lan thấy ngứa mắt nên cô đã rút kiếm ra hỏi linh linh là nếu đã không chào đón cớ gì lại mời họ đến đây nhưng linh linh nào đâu có mời mà là ra lệnh cho họ đến rồi gọi họ là đám sâu bọ bất lực tiểu lan dùng hỏa thuật để chuẩn bị tấn công và linh linh cũng đã sẵn sàng để đáp trả bằng vũ khí của mình nhưng trước khi chuyện thực sự căng lên thì hệ thống đã bảo an lâm hãy sử dụng thần uy của anh để khiến hai người bình tĩnh hai cô gái sắp sửa lao vào nhau thì bất ngờ dừng lại giữa chừng vì viên thành đã mở lời anh khen cả hai cô gái đều rất có thần thái rồi đến xin số điện thoại của linh linh khiến cô ta ngượng ngùng gật đầu anh quay sang bảo tiểu lan đừng đánh đổi mạng sống chỉ vì hiểu lầm nho nhỏ này linh linh cũng vì vậy mà đã đổ trước sự trưởng thành của anh bỗng dưng căn cứ bắt đầu rung lắc dữ dội và linh linh cho rằng nơi này xảy ra chuyện là vì lỗi của bọn họ một tuần trước khi về phàm giới hệ thống đã hỏi an lâm rằng cậu có nao nức muốn về nhà hay không cậu cho rằng bản thân thấy hơi lo sợ tuy nhiên cậu sẽ vì tiểu lan mà cố gắng vượt qua Hệ thống sau đó hứa với cậu là sẽ luôn ủng hộ cậu bất cứ lúc nào và giúp đỡ cậu những lúc nguy nan miễn là cậu đừng đánh mất bản thân. Nói rồi nó đưa hồn anh trở lại thể xác. Tinh linh hệ thống hy vọng cậu sẽ sớm tìm lại được bản ngã gốc trước đây. Nó sẵn sàng vì cậu mà thay đổi cả thế giới. Quay về thực tại, cả ba đã được dẫn vào trong trụ sở chính của căn cứ. Linh linh đã giới thiệu chỉ huy của mình cho bọn họ. Cô ta tự giới thiệu bản thân là đội trưởng của hội đồng minh tên Vu An. An Lâm nhận ra đây là Crash của cậu hồi ở Phạm giới trước khi bị đưa đến Linh giới. Cậu ngượng ngùng gãi đầu mà chỉ tội Tiểu Lan khi đầu lại thêm sừng. Tiểu Lan biết Vu An rất giỏi tấn công vào linh hồn và An Lâm cũng khẳng định đúng Vu An đã bắt hồn cậu đi từ lâu. An Lâm không chịu để tâm nghe bất cứ điều gì mà Tiểu Lan nói, còn Vu An đã thông báo cho họ biết lý do cả ba bị gọi đến đây là để làm nhiệm vụ diệt trừ ma giáo. Tuy nhiên ông chú sĩ quốc đây chê họ yếu ớt và được gọi đến đây là để gửi về linh giới trở lại. Cổng dịch chuyển đã được mở ra Vu An nhờ họ gửi một thông điệp đến thiên giới rằng từ nay người tu hành đừng nên đặt chân đến phàm giới nữa cô vừa nói xong lời này thì hệ thống báo động có kẻ địch ở cảnh giới cao xuất hiện an lâm xin họ hãy cho nhóm của mình giúp đỡ nhưng sĩ quốc lại đuổi cả ba về thậm chí còn tấn công luôn cả ba viên thành nhanh chóng sử dụng trận pháp bảo vệ cả nhóm anh đã thách thức bên kia hãy đấu với nhóm của anh và nếu thua thì họ buộc phải để nhóm của anh ở lại hỗ trợ viên thành nói xong thì hệ thống lại khuyên an lâm nên thay viên thành chiến đấu anh có thể vờ như bản thân yếu đuối rồi đánh lừa đối thủ sau đó vùng lên đánh lén một lần để hạ gục hết cậu xem hết một lượt những tuyệt chiêu mình có rồi đồng ý chấp nhận thách đấu thay cho viên thành ngay lúc cậu chuẩn bị giao tranh với ông chú sĩ quốc thì linh linh bất ngờ xen vào và nói cô sẽ là đối thủ của cậu rồi đá cậu văng đi sau đó cô liên tục tấn công thần tốc khiến cậu không có cơ hội để trở tay cũng may là cậu cuối cùng cũng tóm được tay của linh linh cô sau đó lại đá cậu đi rồi tung một đấm khiến cho mặt đất xung quanh an lâm nổ tung sau khi đã giữ lại được thăng bằng an lâm bắt đầu kích hoạt kỹ năng mới linh linh vừa nhào đến đấm cậu thì pháp lực từ cú đấm ngay lập tức bị nuốt hết vào trong cô liền lộn người quay về sau và sử dụng tuyệt kỹ của mình rồi phóng nó về phía an lâm tuy nhiên chiêu thức của an lâm một lần nữa đã hút hết toàn bộ đòn tấn công với lượng lớn pháp lực vừa hút được an lâm đã vào tư thế chạy marathon cậu phóng thẳng đến chỗ sĩ quốc với chiêu thức tung quyền lúc ông định ra tay phản đòn thì an lâm đã dùng tuyệt chiêu tâm lý để làm cho ông ta nhớ lại ký ức đau buồn lúc vợ ông bị xe tải ủi cho ai cai nay lúc an lâm sắp sửa đấm chúng thì vu an đã bay đến chặn cú đấm của an lâm lại rồi bảo cậu hãy bình tĩnh an lâm được idol nắm tay thì sướng run người cô giờ đây đã phải công nhận bản thân rất bất ngờ vì sức mạnh của an lâm Cô ra điều kiện nếu như cậu có thể chịu được đòn tấn công linh hồn của cô thì cô sẽ cho phép nhóm của cậu giúp họ. An Lâm muốn cô có thể ra tay nhẹ nhàng xíu được không vì dù sao anh cũng làm fan ruột của cô 10 năm nay rồi. Vu An bảo nếu anh thành công thì cô sẽ cho An Lâm hưởng chọn gói fan service luôn cũng được. Cô sau đó đã dùng một đòn tấn công linh hồn lên người An Lâm. Trong lúc An Lâm vẫn đang bị pháp lực áp đảo thì Linh Linh nhào đến định tấn công và không may cũng dính phải đòn linh hồn từ Vu An. Cậu buộc phải ôm Linh Linh lúc này đã bất tỉnh rồi do dự một lúc. Nhưng cuối cùng cậu vẫn quyết định dùng đến Tuyệt Kỹ Thần Uy thuật của mình. Mọi người sau đó thấy cậu bay xuống từ không trung trong ánh hào quang vàng chói. Hệ thống đã giải thích với cậu rằng khi sử dụng thần uy thuật ở phàm giới thì cậu sẽ có thể đạt được mọi điều bản thân mong ước. Sĩ Quốc đã phải xin Loi Vi đã đối xử với cậu không tốt trước đó, Vu An cũng chấp nhận thua cuộc và nể phục vì cậu đã đánh bại cô. An Lâm hỏi về vụ fan service thì cô bảo anh cứ việc nói ra yêu cầu. An Lâm gãi đầu nói việc bản thân muốn cô làm có thể sẽ hơi quá, nhưng Vu An bảo cô chấp nhận làm bất cứ việc gì vì cô rất thích chiều fan. Tiểu Lan thì quá chi là bất lực vì thằng Crat trăng hoa đa tình này. Sĩ quốc đã cười lên hớn hở bảo mọi chuyện cứ để ổng lo rồi kéo con gái Linh Linh của mình đi cùng với chồng tương lai. Sau đó đẩy hai người cùng lúc vào cổng dịch chuyển. Hệ thống thông báo An Lâm đã mở được hai thành tựu mới và phần thưởng cho thành tựu là thần giám thuật tuyệt kỹ giúp An Lâm nhìn thấu mọi sự việc trên đời. An Lâm cùng Linh Linh sau đó đã bị đưa đến địa bàn của Ma giáo. Cô nhắc rằng nhiệm vụ của họ chỉ là đi thám thính tình hình xung quanh và đếm trước số lượng kẻ địch. Nhưng An Lâm bỗng thấy làn xương đáng ngờ đang tràn về phía họ. Linh Linh đã ngay lập tức dùng phép rồi lấy điện thoại quét nó và gửi tín hiệu nguy hiểm về cho căn cứ. Nhận được tín hiệu, Tiểu Lan lo lắng xin họ để được đi giúp An Lâm, nhưng Sĩ Quốc bảo cô đi theo chỉ làm vướng chân vướng tay mà thôi. Tiểu Lan lại nhớ đến lời của thầy giáo đã nói thì càng thấy lo và cầu xin họ hãy cho cô ra chiến đấu cùng An Lâm, bên trong làn xương độc dày đặc. Một nhóm người đội mũ trùm đầu đang tiến về phía An Lâm, Linh Linh ngay lập tức cảm thấy không ổn nên muốn kéo An Lâm chạy đi, nhưng cậu vẫn ngồi đờ ra đó. An Lâm đã sử dụng thần giám thuật để quan sát rõ những kẻ ở bên trong màn xương. An Lâm đã tạo ra kết giới ngăn không cho sương mù lan ra đến đây vì biết những người trong kia sẽ không nghi ngờ nếu cậu đi vào. Thế là An Lâm quyết định thử vào trong xem xét tình hình, Linh Linh cũng định bước vào cùng thì An Lâm đã trở lại rồi xách theo cô chạy theo như bay. Anh nói cả bốn người đều đã đạt cảnh giới thượng phẩm. Linh Linh liền hỏi cậu giờ phải làm sao thì nghe tiếng những người kia rú khóc bên trong. An Lâm cho biết cậu đã dùng bí thuật khiến họ vừa khóc vừa ải chỉa. Ban nãy khi đám người đến gần anh thì nhang của họ đột nhiên bị tắt nên anh mới xin lỗi vì đã làm tắt nhang, nhưng một người trong đó lại triệu hồi đôi cánh rồi bay lên. Trước khi họ kịp hội đồng An Lâm thì cậu đã dùng thuật để khiến họ khóc dữ dội tại chỗ rồi chuồn đi. Ở trong căn cứ, Vu An từ chối không cho Tiểu Lan và Viên Thành đi theo hỗ trợ An Lâm mà gửi đi hai cao thủ. Nhưng Tiểu Lan vẫn nhất quyết muốn được đi giải cứu Crath của mình. Sĩ Quân bắt đầu thấy cô phiền toái nên đã bảo một cao thủ tấn công cô luôn. Anh ta vừa bay đến tấn công thì Tiểu Lan đã tạo ra kết giới chắn đòn. Thấy cô gồng mình gắng gượng nên Viên Thành hỏi cô vì sao lại muốn đi giúp An Lâm đến vậy? Cô nói với Viên Thành rằng tính mạng của An Lâm chắc chắn đang gặp nguy và xin anh hãy tin cô. Anh nghe xong lời này liền dùng pháp lực đẩy lùi hai người kia và anh hứa là sẽ lấy đầu trả tội nếu nhiệm vụ này thất bại rồi nhảy vào cổng dịch chuyển. Anh vừa rời đi thì hệ thống lại báo động lần nữa, một cô gái có đôi cánh đen đã chiếm được toàn bộ chiến trường bên kia. Vu An ngay lập tức gửi toàn bộ viện binh đến đó sau khi biết đó là người của Hắc Vũ tộc, nhưng một người vừa định bước vào cổng dịch chuyển để viện trợ thì ngay tức khắc bị đông cứng tại chỗ mọi người đã dùng hết pháp lực để đánh vào cổng dịch chuyển nhưng cũng không hề hấn gì với pháp lực của bên nó đó đột nhiên một cánh tay quỷ xé nát chiều không gian này và tạo ra một cổng dịch chuyển khác làn khói đen tràn ngập khắp căn phòng và từ cổng dịch chuyển một cô gái có đôi cánh đen bước vào và nhẹ nhõm vì cô ta đã có bảy vật hy sinh rồi cô ta ngay lập tức cho tất cả bay màu trong làn khói vậy là giờ cô ta chỉ cần tìm thêm ba vật tế nữa ở bên kia đám ma giáo vẫn còn nháo nhào vừa bay vừa khóc vừa đánh bom xuống dưới tiểu lan và viên thành đã hội ngộ với an lâm và an lâm liền hỏi tiểu lan vì sao biết cậu gặp nguy mà đến cứu cô chưa kịp trả lời cậu thì linh linh bên kia đã nhận được thông báo rằng tín hiệu ở căn cứ đã biến mất mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía an lâm xem tiếp theo nên làm gì nhưng cậu chẳng còn tâm hơi đâu mà lo đến chuyện chiến trường nữa vì giờ cậu đã không thể có đặc quyền fan service nữa bỗng nhiên an lâm nghe thấy tiếng động và bảo mọi người im lặng cậu vừa quay đầu qua thì đã bị ăn một cước vào mặt sau đó cậu bị ả à hắc vũ tộc kéo bay lên trời rồi dùng pháp lực tấn công thẳng vào đầu sau đó cô ta thả cậu xuống cho hai tên đồng bọn dùng sóng siêu âm tấn công an lâm đã bất tỉnh vì bị đánh úp bất ngờ trong lúc đó viên thành ở bên dưới đang niệm chú và dùng dây xích để trói à hắc vũ tộc kia lại rồi dùng kiếm chém để đối phó với cả hai tên đồng bọn kia chúng bắt đầu nhào vào tấn công viên thành còn trong lúc an lâm đang rơi tự do từ trên không trung tiểu lan đã chạy nhanh về phía an lâm rồi nhảy lên để đỡ cậu giữa không trung nhưng cô phát hiện ra một trong bốn tên hắc vũ tộc đang mỉm cười rồi triệu hồi một tia xét xuống người an lâm cơ thể an lâm rơi xuống và nằm bất động trên mặt đất linh linh tức giận định nhào đến xử tên kia nhưng hắn đã dùng xét đánh cô trước khi cô kịp đến gần hắn ta bắt đầu cười nhạo linh linh là con gà thì viên thành bất ngờ đáp ngay xuống người hắn rồi dùng kiếm đâm xuống một nhát tiểu lan định chạy đến cứu an lâm thì ả à hắc vũ tộc đã bay xuống hết sóng siêu âm về phía cô tiểu lan đứng nhìn ả à ta nhặt người an lâm lên rồi chuẩn bị cắn vào cổ cậu an lâm lúc này kích hoạt thần uy thuật khiến cho ả à ta mất đi ý chí và tạo cơ hội cho tiểu lan dùng kiếm đâm xuyên người à. cả nhóm lúc này không biết liệu an lâm có gặp chuyện gì nghiêm trọng hay không cao chưa kịp đi về phía họ thì một cổng dịch chuyển nữa xuất hiện trong không gian hai cánh tay trồi ra và tóm đầu an lâm rồi kéo cậu vào trong tách cậu ra xa khỏi tiểu lan ở một nơi khác cô gái hắc vũ tộc kia đang triệu hồi một quả cầu hắc ám khổng lồ rồi nói với thần linh của cô ta rằng mọi thứ đã được chuẩn bị xong an lâm lúc này đang nằm ở trung tâm quả cầu hệ thống chiến thần cố đánh thức an lâm dậy nhưng không được nên nó đành tạo ra tia chớp rồi và đông đốt vào mặt để gọi an lâm dậy hệ thống bảo nó sẽ cho anh cơ hội dùng lệnh hách lần nữa An Lâm gật đầu liên lịa đồng ý nên nó bảo An Lâm hãy giơ cái nhẫn được thiên liễu tặng lên rồi hô biến hình. Thực chất câu gốc dài hơn, An Lâm thấy câu này nghe khá là xến xúa, nhưng hiện giờ bí lối cùng đường rồi nên vứt đi nỗi nhục mà làm theo. Và đột nhiên cánh tay của thiên liễu xuất hiện. Cùng lúc đó, Tiểu Lan ngã xuống khi cố nhào đến bắt lấy An Lâm nhưng lại không kịp. À Hắc Vũ tộc kia đã bay đến định nhân cơ hội cắn Tiểu Lan thì Viên Thành đã dùng hết tốc lực bay đến để đẩy ả à ta đi. Hai kẻ còn lại cũng đến tấn công Tiểu Lan nhưng cô lúc này không thể phản ứng để đối phó với chúng nữa. Mắt cô giờ chỉ tập trung vào cổng dịch chuyển sắp đóng lại, cô dùng hết pháp lực của mình để có thể đem An Lâm trở về. Cùng lúc đó, hàng loạt tia sáng tím thoát ra khỏi quả cầu và khiến nó nổ tung ngay trên đầu cô gái Hắc Vũ tộc. Vụ nổ này khiến cho cổng dịch chuyển mở rộng và giúp Tiểu Lan có cơ hội đi vào. Vừa bước qua đây thì cô nhìn thấy hình ảnh một cô gái đang ôm An Lâm bay từ trên không trung xuống. Tiểu Lan nhận thấy rõ ràng đó là Thiên Liễu đang ôm An Lâm. Cậu muốn thử nhéo một cái xem có phải là Thiên Liễu thật hay không thì cô bảo để lát nữa cô sẽ cho An Lâm nhéo chỗ mềm hơn thiên liễu ngay sau đó đã tức thì biến mất cô chỉ trong vài giây đã hạ gục nhóm người hắc vũ tộc kia đóng họ vào một tảng băng rồi đưa hết tất cả mọi người ngoài kia vào đây và vẫn kịp bay đến đỡ an lâm trước khi cậu ngã ra đất cô gái hắc vũ tộc kia giới thiệu bản thân tên là ám dạ và cô ta hỏi thiên liễu đang nhìn đi đâu cô ta đã dịch chuyển tay đến trước chán và định xử thiên liễu may sao bông hoa thành tiên kia lại xuất hiện kịp lúc và hét rằng mấy người không thể cho nó một ngày bình yên hay gì nó phóng ra một ngọn lửa đẩy tay của ám dạ lùi về cô đang lẩm bẩm thì bị thiên liễu hỏi lại là đang nhìn đi đâu vậy sau đó chặt đứt một cánh của cô ta rồi phóng trở về cô thấy những người này khá mạnh nên quyết định không thể buông tha cho họ cô ta triệu hồi một cây đinh và đâm vào trán của bản thân để sử dụng cấm thuật cổ trụ xung quanh bắt đầu phát sáng và cô ta gọi ra thần khí trong truyền thuyết cây đinh sau đó đâm xuống mặt đất và thanh tà kiếm trồi lên từ mặt đất ám dạ cầm tà kiếm bước về phía cả nhóm buộc cả nhóm phải rút kiếm ra nhưng họ có thể cảm nhận nỗi sợ trong thanh kiếm của mình hệ thống báo với an lâm rằng thứ này có thể thay đổi định luật vũ trụ và hủy diệt cả hệ thống mà cậu đang có cây đinh phóng đến đâm vào tay an lâm và rồi dịch chuyển cậu đến chỗ ám dạ cô dùng mũi kiếm đâm vào tay cậu và khiến một lời nguyền kỳ lạ dần ăn mòn an lâm nhóm bạn thấy vậy thì định chạy đến cứu an lâm nhưng lại bị ám dạ dùng từ trường chặn lại và không thể di chuyển tiếp cô triệu hồi ra thần khí thứ ba của mình nó phát ra sóng năng lượng và tạo nên kết giới bao bọc tất cả lại cô ta sau đó ngã gục xuống sau khi đã dùng quá nhiều pháp lực cô ta cho biết là đại trận này sẽ hủy diệt cả vũ trụ và sứ mệnh của cô ta cũng sẽ theo đó mà hoàn thành thiên liễu không biết đứa nào nghĩ ra cái cốt chuyện sàm lờ vì nó chẳng có chút nghĩa lý gì cả cô kể rằng thần đã nói cô phải giết hết những thứ vốn không được tồn tại trên đời trước mặt an lâm hiện lên dòng tin nhắn của hệ thống hỏi cậu có muốn đánh đổi một phần năm cuộc đời để lấy được sức mạnh vô thượng hay không cậu đã nhận lời nhưng đột nhiên có nhưng một tinh linh lại bấm không giúp cậu mắt anh lúc này đã bị lời nguyền nuốt chọn an lâm tỉnh dậy trong một biển máu và tự hỏi không biết bản thân đã đến nơi nào hệ thống báo rằng nơi này chính là dòng sông năng lượng của anh bỗng tà kiếm bắt đầu dùng dây xích trói quanh người hệ thống và xóa sổ nó khỏi thế gian nỗi đau chia cắt lập tức hành hạ thể xác an lâm nhưng tinh linh đã thoát ra từ bên trong rồi rơi xuống tiểu lan ở bên ngoài tự hỏi an lâm đã chọc giận vị thần linh nào để rồi gây ra sự việc này nhưng rồi cô cũng hôn mê như những người còn lại tinh linh bảo an lâm đừng đến gần cô nếu không sẽ gặp phải đại nạn diệt vong một tia sét đánh xuống suýt nữa đã hủy diệt cô cô rơi nước mắt và tiết lộ với an lâm rằng cô đến từ một khoảng thời gian khác nơi mà cậu đã không còn tồn tại, cô tên là Tina và trong một tương lai xa, một đại kiếp trời cao sẽ giáng xuống và kết liễu đời An Lâm. Vì vậy nên cô đã dùng tất cả sức mạnh của mình để quay ngược thời gian nhằm thay đổi vận mệnh. Suốt khoảng thời gian qua, cô luôn cố cứu sống anh. Và lúc trước đó, ông tiên kia trước đây đã tự hỏi liệu anh có xứng để Tina phải làm đến vậy hay không. Nhưng rồi ông lại cười to mà bay đi, suốt khoảng thời gian qua. Cô luôn ở bên cạnh anh nhưng cô vốn không thuộc về thế giới này nên khi cô thay đổi vận mệnh bằng cách bấm nút từ chối thì thế giới này đã không còn để cô được tồn tại nữa những ký ức về cô bắt đầu mất đi trong đầu an lâm đầu của an lâm sắp đau đến vỡ tung thì tina đã cố gắng đem năng lượng của cô để đưa cho an lâm nhằm giúp cậu có thể cứu bạn bè nhưng an lâm không thể chấp nhận được việc chia ly nên cậu đã nhào đến ôm lấy cô và bảo cô đừng đi an lâm cuối cùng cũng tỉnh lại và thấy tina ở trước mặt nhưng đại kiếp trời giáng vẫn chưa chịu dừng lại cô nói đợt tấn công tiếp theo sẽ vào ngay vào lúc mặt trời mọc Cô hỏi cậu vì sao phải cố cứu sống cô thì An Lâm nói cậu không thể nào nhìn cô chết sau khi đã hy sinh quá nhiều vì cậu. Nhưng Tina đã không còn nhiều thời gian nữa cô muốn nói ra hết lòng mình với An Lâm nhưng cô nghĩ không có từ ngữ nào trên đời này có thể mô tả được tình cảm cô dành cho cậu. Cô xin cậu hãy đi tìm và biến bản thân thành tinh linh của cậu lần nữa. Cậu liền chấp nhận sau khi đã tỏ hết nỗi lòng, cô bảo An Lâm hãy biến hình nên cậu đã hô lên và đánh bay hết thần khí đang đâm trên người. Bạn bè của cậu cũng đã tỉnh dậy và lúc này đây, các thần khí đã nằm dưới sự kiểm soát của An Lâm anh dùng thần giám thuật nhìn ra điểm yếu trong trận pháp này rồi dùng thần khí tấn công hết vào toàn bộ điểm yếu khiến cho trận pháp tan biến sau cùng tina bảo cậu hãy cầm lấy tà kiếm rồi giơ nó lên trời ám dạ tỉnh dậy thì rất bất ngờ khi thấy an lâm sắp thoát được đại kiếp mà cô ta giày công sắp đặt linh linh bây giờ cảm thấy cha mình chọn mối quá đỉnh còn tiểu lan thì hô lên tiếp sức cho an lâm cậu liền phát động chiêu thức phá thiên nhất kiếm và tạo ra một cột sáng thẳng lên bầu trời sau một lúc thì lôi phạt đã kết thúc bầu trời sáng bừng lên và báo hiệu đại kiếp đã qua đi Tina bay ra khỏi Ngực An Lâm và bảo cô có nhiệm vụ cuối muốn bàn giao cho cậu. Cô nói cậu phải đến Tinh Linh Quốc và tìm cô ở khoảng thời gian này, cô nói cậu phải thật nghiêm túc vì cậu không thể thất bại nhiệm vụ này. An Lâm liền đồng ý với cô và ngay sau đó thì cô cũng bắt đầu tan biến. An Lâm rơi nước mắt khi thấy những đốm sáng tan ra từ người Tina. Vài tuần sau, An Lâm muốn hưởng fan service một mình với Vu An nhưng lại liên tục bị đám bạn kéo theo quấy phá. Thần khí đã chịu nhận cậu làm chủ nhưng cậu không biết cách nào phát huy được uy lực của chúng, ám dạ thì đã bị bắt đi chịu tội hệ thống chiến thần cũng đã không còn dùng được như trước nữa nhưng ít ra cậu đã học được rất nhiều thuật mới cậu cũng bị di chứng mất trí nhớ nhưng may mắn là cậu vẫn không quên được tina hôm sau an lâm đang ngủ thì liên tục bị liễu thiên gọi đến cậu nghĩ đó là báo thức nên cậu bảo hệ thống tắt báo thức giúp cậu nhưng rồi nhớ ra tinh linh hệ thống đã mất cậu sau đó được đại bạch nói thì mới biết là liễu thiên gọi nên lấy điện thoại lên đường đại bạch hỏi cậu chọn ai trong ba cô gái thì cậu là người lớn nên chọn hết cả hai đã ghi âm lại lời của nhau và đòi đem đi tống tiền người còn lại nên quay ra đánh lộn sau đó cả trường có thông báo là tất cả môn sinh phải sớm đến quảng trường lớn để tập trung cho chuyến đi thực hành mùa hè an lâm lúc này cho đại bạch xem về đống thần khí bản thân mới liều mạng có được nhưng cái nào cái nấy vẫn không chịu tuân theo cậu cậu đã xem thử cái la bàn bát quái thì bị nó kẹp tai đụng đến kiếm thì nó chĩa vào mặt đụng đến cái đinh thì nó lại dịch chuyển cậu vào la bàn cho kẹp tay đại bạch thấy còn một bộ đồ gì đằng kia nữa thì cậu bị đó là trang phục pháp khí của ám dạ cái này vốn dĩ được giao lại cho thiên liễu nhưng lại ở đây nên cậu đã cầm lấy mà chạy đi tìm cô cả hai sau đó ngồi chơi vài ván game và thiên liễu cho biết là cô không thích nên mới để lại cho cậu nhưng cậu không thích mặc đồ nữ nên cô bất bẻ việc trước đó cậu cũng đeo cài của cô còn gì nhưng vụ đó khác cô cho rằng cậu không mặc thì đưa đi cho tiểu lan cũng được trước khi đi thì cô đã sửa lại chiếc nhẫn để cậu có thể gọi cô lúc cần cậu sau đó đến tìm tiểu lan thì cô cũng từ chối nhận vì cô thấy bản thân không hợp với thứ này cô nhất quyết đùn đẩy cậu rời đi và hẹn gặp lại cậu ở quảng trường lớn cậu sau đó đến tìm viên thành và anh ta hỏi cậu mang đồ nữ đến đây làm gì dù cho nó có là pháp khí đi chăng nữa cậu biết bản thân đến sai nơi nên xin phép quay đi nhưng viên thành đã gọi cậu lại và cho rằng anh biết cậu muốn mặc như ngại anh bảo cậu cứ yên tâm mà mặc vì anh đây sẽ không chê cười cậu nhưng cậu đã mang về phòng và đưa lên soi trước gương thử xem là nên tặng cho ai giờ vì cậu mặc cũng không vừa vì chân quá dài nhưng đại bạch thấy được và nghĩ cậu đang ướm để mặc thử đồ đại bạch hứa sẽ không nói cho ai biết chuyện này nhưng bông hoa trên đầu cậu đã chui lên và cho biết nó cũng đã thấy cậu mặc nó và còn chiếu lên để làm chứng khiến cậu chỉ muốn đào cái lỗ mà chui xuống cậu sau đó chỉ còn cách đi tìm tô vân cậu đã tập lời trước khi đến gặp cô thẳng mặt nhưng cậu đột nhiên thấy tô vân đi cùng tiểu lan nên chưa vội ra mặt cả hai sau đó tách ra và tô vân đã đến trước mặt cậu để nói thẳng là cô sẽ không nhận món quà mà người ta chê nên cậu mới hết cách đưa đến cho cô cô cho rằng nếu cậu muốn tặng quà thì phải có thành ý và làm rõ mối quan hệ giữa cậu và đối phương được tặng là gì cậu sau đó bất đắc dĩ nên đành quay lại tìm tiểu lan và thành thật muốn tặng cho cô món quà này như để cảm ơn cho những gì cô đã làm từ hồi cậu mới đến linh giới cho đến lúc về lại phàm giới cô không biết thứ này có ám cậu điều gì cậu mà cậu cứ muốn đùn đẩy nó đi thì cậu nói bản thân bị thứ này cám dỗ bông hoa sau đó chui lên và chiếu cho tiểu lan xem khiến cô đành phải nhận chứ an lâm vã lắm rồi cô sau đó nghe theo an lâm mà mặc vào thứ đột nhiên cơ thể cô bắt đầu trở nên kỳ lạ cô đã được thăng cấp cảnh giới và có được một đôi cánh đen nhìn rất là vip an lâm giờ lại tự nhiên trở mặt cậu muốn xin lại cái áo vì biết nó là thần khí giúp đạt cảnh giới mới nhưng cô cho rằng cậu mà muốn mặc thì từ nay cả hai sẽ thành chị em chứ không còn là bạn bè nữa đột nhiên thông báo là vài phút nữa sẽ khởi hành nên an lâm muốn đi lại nhưng tiểu lan đã bay và kéo cậu đi theo cậu muốn về ký túc lấy đồ nhưng đã muộn rồi nhưng chiếc đinh thần khí thì đã bay theo cậu các môn sinh lúc này chỉ còn chờ mỗi an lâm và tiểu lan viên thành đã xin cô giáo chờ thêm chút nữa vì hẳn là hai người kia có việc bận gì đó cô giáo sau đó đã không chờ nữa mà đi luôn cô cho biết chuyến đi lần này là để quan sát trận đấu của ba vị chân thần ngoài thiên hà an lâm và tiểu lan lúc này cũng đã đến nhưng cả hai đuổi theo không kịp vì cánh của tiểu lan cũng sắp hết hơi rồi nhưng cô giáo vẫn không chờ mà đi tiếp vì cô được thầy giáo bói là chuyến đi lần này sẽ nguy hiểm dành cho an lâm nên cô không muốn để cậu theo an lâm lúc này cùng tiểu lan cố bay nhưng không nổi an lâm lo là rớt môn nhưng tiểu lan cho rằng cả hai có thể đi thực tập xã hội bù cũng được nơi thực tập sẽ là môn phái của nhà cô cô muốn tạo cơ hội để cả hai gần gũi hơn cậu vừa đồng ý và muốn cùng cô trở về thì đột nhiên vương huyền chạy đi anh ta đã luyện được chiêu mới và muốn giúp đỡ an lâm anh ta sau đó cho cả hai vào một quả cầu linh khí và rồi ném cả hai đi bằng ngọn giáo của mình cả hai đã bay được gần đến chiếc ngự kiếm. Cô giáo lúc này nhớ về phần thứ hai của lời bói, đó là cô phải giúp học sinh đoàn kết lại thì mới tai qua nạn khỏi. Thế là cô bảo cả lớp hãy cố mà giúp cả hai lên được kiếm trong người khác nữa nếu không kiếm sẽ đạt tốc độ tối đa và hai người kia sẽ không theo được nữa. Viên Thành đã tạo ra một đường ống dẫn để hút cả hai lên đây, những môn sinh khác cũng đã giúp thêm linh lực để ống dài ra. Nhưng gần đến được thì Tiểu Lan không còn bay được nữa và bắt đầu rơi. Nhưng lực hút vẫn giữ cả hai ở một khoảng nữa, An Lâm nhớ ra chiêu thức mới có và ôm lấy Tiểu Lan để phóng xét lên nhằm chạm đến ống, nhưng đúng lúc này thì chiếc thần khí đinh đã bay lên tạo cổng để tay cậu chạm đến được ống dẫn và giúp cả hai lên được ngự kiếm. Cô giáo sau đó cho họ thấy nơi mà họ sẽ đến vào chuyến đi lần này, đây là mảnh đất thần thánh đời đầu của thú tộc. Người đứng đầu thú tộc cho biết đây là mảnh đất sơ khai của những thú nhân thượng cổ, cho đến ngàn năm trước, nhân tộc đã đánh rơi một cổ vật vào nơi này và từ đó hai bên thú tộc và nhân tộc đã không ngừng xung đột để giành lấy cổ vật đó. An Lâm thấy khá giống câu chuyện về nguồn gốc của chiến tranh ở phàm nhân giới trước đây, cho đến nay, thú tộc và nhân tộc vẫn đang đại chiến, nhân tộc thì muốn diệt bớt thú tộc và đồng thời thị uy sức mạnh với các tộc khác, còn thú tộc thì mượn chiến tranh để ngăn xung đột nội bộ xảy ra. An Lâm đã hỏi nhân tộc từng thua lần nào chưa thì đến nay đánh 10 tháng 7, 3 lần là không tham gia vì bận đánh với bên khác. An Lâm nhìn như thể nhân tộc mới là phản diện, thú tộc căm hận nhân tộc đến tận xương tủy và tộc trưởng thú tộc quyết định trận chiến này phải sớm đi đến kết thúc chứ không thể để thay chất thành đống thêm nữa. Tộc trưởng thú tộc lúc này đã truyền sức mạnh để đánh thức cây trượng này nhằm tìm ra bảo vật đang bị chôn vùi trong không gian này. Cây trượng đã cho hắn ta lựa chọn giữa việc tiếp tục sinh tồn hoặc nhận lấy sức mạnh từ nó và hủy diệt tất cả. Hắn đã chọn cầm lấy cây trượng và rồi giờ đây hắn đã có cả quân đội của mình. Trong lúc đó, những học sinh trên ngự kiếm vẫn chưa hay biết gì mà đang tranh thủ ca múa hát cho đến khi đến nơi. Lúc đến nơi, tên trưởng tộc thú kia đã bộc phát ra một luồng năng lượng mà đến cả An Lâm trên ngự kiếm cũng nhận thấy. Cây trượng cho hắn biết là nó có thể tìm được bảo vật và trong 3 ngày tới hắn phải luyện ra một phép để nắm được thế giới trong lòng bàn tay còn trong lúc này cô giáo yêu cầu cả lớp chia đội ra để tiến hành sinh tồn một đêm ai nấy thắc mắc vì lần này không chiến đấu nên mới không mang theo vũ khí nhưng bốn đội trưởng cô sắp chọn ra đều sẽ có khả năng để dẫn dắt và bảo vệ đội của mình nên cứ yên tâm đầu tiên là viên thành anh có nhập về một lô vũ khí nên ai cần cứ đến lấy người thứ hai là tô vân cô có sẵn pháp khí mang theo nên cũng không cần phải lo người thứ ba là tiểu lan cô hy vọng an lâm không phải đội trưởng số bốn và cô giáo cũng cho người số 4 là Ngụy Cát luôn. Ngụy Cát đứng lên tự mãn vì bản thân cũng có pháp khí nên sẽ bảo vệ được cho đội viên. Tiểu Lan mừng vì An Lâm đã có thể về chung đội với cô, nhưng cô giáo lại nói là An Lâm sẽ đi một mình và hành động độc lập trong chuyến lần này, vì cô cho rằng cậu quá mạnh. Ai nấy đều tán thành nên cô giáo đã cho biết ngày mai họ sẽ về điểm tập kết và báo cáo số lượng và chất lượng quái giết được để nhận thưởng. Cô sau đó để ai nấy chọn đội mà bản thân muốn vào. Tiểu Lan bảo An Lâm cứ yên tâm vì cả hai có bùa định vị nên khỏi lo cô giáo sau đó bảo an lâm xuống trước nhưng cậu còn chưa biết xuống ra sao thế là cậu bị ném xuống và cay cú rồi thề sẽ đạt đến cảnh giới như tiểu lan để có thể học bay cậu sau đó hỏi hệ thống cách thì nó yêu cầu cậu lên đỉnh núi cao vạn trượng và nhảy xuống cậu thấy có đỉnh núi khá cao đằng kia nhưng đúng lúc này thì bầu trời do dính phép từ tên trưởng tộc thú kia mà hóa đỏ cô giáo bên kia cũng đột nhiên nhận ra vấn đề nên đã dựng kết giới tên trưởng tộc thú đã ra mặt và hắn hét ra hàng loạt đợt sóng siêu âm cô giáo không giữ được kết giới quá lâu nên buộc phải cùng cả lớp đến điểm tập kết gấp còn an lâm lúc này đã thấy được tên kia và dùng thần giám thuật để xem thử và biết cây trượng kia là mấu chốt phải gỡ được đột nhiên tên tộc trưởng kia tạo ra một đợt sóng oanh tạc hết toàn bộ mọi thứ trong phạm vi ngay lúc an lâm sắp bị nó quét chúng thì thần khí đinh đã giúp cậu dịch chuyển vào qua đợt sóng đó an lâm sau đó biết đỉnh núi kia vẫn là nơi phải đến nên cùng chiếc đinh chạy đến đó còn cô giáo lúc này đã không giữ nổi mà khiến cả ngự kiếm bị nghiêng và làm các học sinh rơi khỏi kiếm cô đã phải dùng toàn lực để tạo kết giới nhằm đưa tất cả hạ cánh an toàn nhưng tên tộc trưởng kia lúc này đã tìm ra bí mật của bảo vật và gọi hàng đống trùng quỷ lên mặt đất an lâm lúc này bị đám trùng quỷ tìm đến tấn công khiến cậu làm rơi mất bùa định vị còn bên cô giáo đám trùng quỷ đã kéo đến để cắn đi kết giới mà cả lớp cùng dựng nên nhưng những ai cạn linh lực đều đã gục trước cô giáo biết đây là kiếp nạn mà thầy bói ra nên quyết định dùng cả sinh mệnh của bản thân để giữ kết giới ai nấy đều muốn giúp đỡ cô giáo nên viên thành đã lấy toàn bộ hàng nóng ra để cho những người cạn linh lực sử dụng thế nhưng mùa một của phim đến đây là tạm thời kết thúc Phim hiện tại vẫn chưa có phần 2 nên chúng mình sẽ sớm cập nhật nếu phim đã ra mắt. Bây giờ thì tạm biệt.